Ai vì Như Lai mà giết hại chúng sanh rồi cúng Phật thì sẽ bị năm điều phi công đức. Ngoài ra Phật không nói họ có được lợi về sự bố thí này. Như sư nói, nghiệp trắng đen cho quả đen trắng, vậy họ có tâm cúng Phật thì họ vẫn có phước, nghiệp sát sanh sẽ bị quả báo. Như vậy có trái với đoạn kinh Chi Quá Cá và vật phẩm mình sát sanh hay mình trộm rồi bố thí và thì bản thân đồ đó đã không thanh tịnh, vậy họ bố thí như vậy có phước hay không? Quý vị biết là tại sao Đức Phật không có nói là cái người mà dùng những vật không thanh tịnh đó bố thí cho Đức Thế Tôn có phước hay không có phước? Đức Phật sở dĩ Đức Phật mà không nói đó bởi vì Đức Phật không muốn rằng những người đời sau hiểu lầm rằng Đức Phật khuyến khích. Bởi vì chỉ cần Đức Phật nói là cái việc cúng dường đó đem lại phước đức thì người ta sẽ hiểu lầm là Đức Phật khuyến khích cái chuyện là chúng ta tạo các ác nghiệp để có được tài sản, có được thực phẩm, có được cái này cái kia để cúng dường cái tam bảo. Cho nên Đức Phật chỉ nói rằng họ sẽ bị những cái điều phi công đức, có nghĩa là không có công đức. Còn cái việc mà phước tội nó nặng hay nhẹ thì phải xét lại. Nhưng mà nếu như mà Đức Thế Tôn đã nói như thế, chúng ta nên hiểu rằng cái ác nghiệp mà chúng ta tạo đó, nó nhiều hơn cái thiện nghiệp chúng ta tạo. Thành ra không có nên, không có nên. Cái gì mà Đức Phật nói rằng không nên làm thì chắc chắn là không nên làm. Và Ngài có lý do để mà Ngài không khuyến khích chúng ta làm chuyện đó thì chúng ta không nên làm chuyện đó.